vô đánh cho em xong tự tin ra luôn á. Ừ. Dễ miệng không? Dễ miệng không anh? Mình đi không, mình người xem người ta đánh giá, chứ bây giờ mà đánh giá thì mình thì ai mà tin. Anh nhìn thẳng vào mặt em đi. Đây, kem đây. Nhìn đi. Kem này bữa giờ bán hết hàng rồi, hết hàng rồi. Bây giờ còn có hộp mẫu thôi. À, chị nào mà lấy dùng thử thì ghé trực tiếp mua luôn nha, hoặc là lên đơn nha. Em còn đúng có một hộp mẫu thôi. Thì 2 ngày nữa thì em mới về được 20 hộp. Nha. Ok nhá, mọi người có thể lên đơn. Tại vì đây còn đúng hộp mẫu thì ai lấy thì ok. Cho con. Ghé trực tiếp lấy và sử dụng nha. Cái này thì chị em có thể dưỡng ngày và đêm. À, nói chung là bật tóc về sáng về ha. Ok, thì chào mọi người lên đơn nha. Lên đơn. Bye bye. Chúc đơn nghe mà luôn. Có một hộp thôi à. Bây giờ còn có hộp à? Chốt 10 hộp được không? Mà giá bán thì có 80.000 nhưng mà kiểu bán thiệt sự là bán gọi là cho. Thiệt sự là cứ mỗi hộp lời được 5.000 thôi nha mọi người. Hộp lời 5.000 thôi á. Chứ không có lời nhiều đâu. Tại vì kem này thì em bán đầu tiên, mỏi tay quá. Đầu tiên em bán để tương tác